Luật về hội là một trong số những luật được xây dựng với mục đích thể chế hóa các quyền công dân được quy định trong hiến pháp. Tính đến thời điểm hiện tại, dự thảo đạo luật này đã được lấy ý kiến và chỉnh sửa nhiều lần. Ngày 6 tháng 9 năm 2016, bản dự thảo lần thứ 6 đã được công bố để tiếp tục lấy ý kiến của người dân và các chuyên gia trước khi được bàn thảo và thông qua trong kỳ họp tới của Quốc hội vào tháng 10 này. Ngày 15 tháng 9 năm 2016, nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân đã tổ chức một cuộc hội thảo để lắng nghe những ý kiến về dự luật này. Nguyễn Hoàng tham dự và tường trình. Mở đầu hội thảo, Thạc sĩ Phạm Quang Tú, trưởng nhóm chương trình hỗ trợ liên minh, vận động chính sách của tổ chức Oxfam Việt Nam, đưa ra những nhận xét tổng quát so với dự thảo cũ. Dự thảo ngày 6 tháng 9 có một số điểm tiến bộ, như bãi bỏ cơ chế song quản, quy về một mối quản lý là sở nội vụ các tỉnh, thành, công nhận các tổ chức cộng đồng. Tuy nhiên, dự thảo lần này vẫn còn tồn tại nhiều điểm bất cập như vẫn mang nặng cơ chế quản lý nhà nước, cơ chế xin, cho, chưa có quy định cho các hội được vận động tài chính cho các hoạt động của hội. Và cái điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, các bạn. Tất cả những cái hình thức này đa số rất là tự nguyện. Diễn giả đầu tiên là ông Lê Quang Bình, đại diện cho nhóm làm việc vì sự tham gia của người dân, thuyết trình về kết quả nghiên cứu đời sống hiệp hội từ góc nhìn của người dân. Theo nghiên cứu kể trên, có 27% thuộc nhóm NGO, quỹ chưa có tư cách pháp nhân, và 52% nhóm hội, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân. Trong các tổ chức không có tư cách pháp nhân, 39% các tổ chức nói họ nghĩ họ không cần phải đăng ký, 23% không muốn đăng ký, 19% nói là không đủ điều kiện để đăng ký, và 9% nói đã nộp hồ sơ nhưng bị từ chối, không được chấp nhận. Trong hoạt động, các hội cũng gặp khó khăn vì phải xin giấy phép để tổ chức hoạt động, 40%, bị cơ quan công quyền yêu cầu báo cáo về việc tổ chức hoạt động, 26%, bị cơ quan công quyền giải tán, ngăn cản tổ chức hoạt động, 23%, bị chính quyền can thiệp thay đổi nội dung, phương pháp, 20%. Bệnh nhân tâm thần rất là nhiều. Và thực sự là tôi rất là ngạc nhiên khi mà tôi đi phỏng vấn đầu, đặc biệt ở Huế và thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tiếp theo, sau phần trình bày của ông Bình, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện khó khăn của họ trong việc thực hiện thủ tục xin thành lập một hội. Đầu tiên là bà Phạm Cao Phương Thảo, đến từ Sài Gòn. Bà đã chia sẻ quá trình gian nan 8 năm trời, không xin thành lập được tổ chức cho người câm điếc. Thế thì về bỏ ông ra, rồi tôi cho thành lập. Thế là tôi về, tôi mới vận động thầy tôi. Mà thật ra thầy tôi đâu có muốn vào. Tôi mời vào để mà giúp cái chính sách pháp luật cho các em đi cân nó làm đúng luật. Kế đến, một luật sư trẻ tuổi đến từ Sài Gòn chia sẻ những khó khăn trong công việc trợ giúp khách hàng đăng ký thành lập hội. Bạn đưa ra một nghi vấn về việc có tham nhũng hay không trong thủ tục xin cấp phép thành lập hội. Cán bộ đã về hưu thì các bộ ban ngành sẽ cảm thấy người này có uy tín hơn. Thì em cảm thấy là đối với dân luật mà nói thì em cảm thấy là cái định nghĩa này nó khá là tùy tiện của cơ quan nhà nước. Mặc dù nó dễ hiểu với chúng ta nhưng mà đối với dân luật tụi em thì cảm thấy nó khá là tùy tiện. Hầu hết các khách mời đều chia sẻ những khó khăn trong thủ tục thành lập hội. Do đó cho nên ở đây tôi thấy là cái điểm tiêu cực ở đây rõ ràng chưa giải quyết được vấn đề chính sách. Từ phía nhà nước là gì? Tiến tới bỏ bao cấp tất cả các cái tổ chức mà nhà nước nuôi dưỡng. Có lẽ chỉ trừ 6 cái tổ chức lớn thôi. Nhưng đối với 6 tổ chức lớn cũng cần phải có những cái quy định ở trong luật này về... Phần 2 của hội thảo, tiến sĩ luật sư Hoàng Ngọc Giao đến từ Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển đã trình bày những đánh giá và kiến nghị đóng góp vào dự luật về hội. Nội dung mà tiến sĩ Giao nhấn mạnh, những điểm cần hoàn thiện trong dự luật như vấn đề về thủ tục rườm rà, quy định về tài chính còn thiếu và chưa rõ ràng, chưa có quy định rõ ràng về giải quyết tranh chấp, thiếu nhiều quy định về các quyền liên quan tới thành lập, hoạt động hội, sinh hoạt hội, thiếu nhiều quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tạo điều kiện cho hoạt động của hội. Từ đó, tiến sĩ Giao đã đưa ra các kiến nghị như cần chỉnh sửa khái niệm về hội, quy định rõ ràng về các quyền và nghĩa vụ của hội, quy định về nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan nhà nước tạo điều kiện cho hoạt động của hội, quy định về cơ chế tài chính của hội, thay đổi thủ tục đăng ký thành lập hội.